hành khách một phen thót tim khi ô tô khách lao qua lan can cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Do trời tối, đường mưa trơn trượt, xe khách tránh ô tô đầu kéo đang gặp nạn tại km 159+950 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên tông gãy và lao qua hộ lan. Theo thông tin ban đầu, tối 2 tháng 7 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa một ô tô đầu kéo, một xe tải và ô tô khách giường nằm. Cụ thể, hồi 21:45 tại km 159+950 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C643XX lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội với ô tô tải mang biển số 88C186XX. Tiếp đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 99C017XX đi tới không kịp xử lý tình huống nên đánh lái lao ra ngoài hộ lan của cao tốc. Tại hiện trường, ba ô tô đều bị hư hỏng nặng, phần đuôi của xe khách chắn ngang đường, ô tô đầu kéo bị gãy gập cabin và phần rơ móc chở hàng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Cả hai chiều đường qua hiện trường của vụ tai nạn đều bị ùn tắc cục bộ. Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc, đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn. Thống kê ban đầu, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Cán bộ chiến sĩ của đội 1 đang phối hợp cùng công an huyện Văn Yên, Yên Bái điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!